Vậy anh cho em hỏi á, là cái chi phí để mà mình dự trữ trứng anh thì nó sẽ như thế nào anh ha? Với mình bảo quản vậy là hàng năm mình có tốn phí hay như thế nào không? Em thắc mắc chỗ đó. Chi phí nó sẽ dao động khoảng từ 50 đến 70 triệu, và cái chi phí nó dao động nó sẽ tùy thuộc vào cái số lượng trứng mình mong muốn. Ví dụ chúng ta sử dụng thuốc ở liều thấp thì số lượng trứng ít, chúng ta sử dụng thuốc ở cái liều cao thì cái số lượng trứng nó nhiều. Do đó thì chúng ta lấy một lần mà có khoảng 10 đến 12 trứng thì cái chi phí tiền thuốc mình bỏ ra nó có thể dao động khoảng từ 30 đến 40 triệu. Còn cái chi phí mà để chọc hút trứng thì nó khoảng là 14 đến 15 triệu. Và mỗi một năm chúng ta sẽ duy trì một cái chi phí mà gia hạn trữ trứng là phải 2 triệu, và chúng ta có thể trữ 5 năm, 10 năm, 20 năm thì chất lượng nó sẽ như nhau. Do đó là em sẽ yên tâm về mặt chi phí và chất lượng, nó rất phù hợp với thời điểm hiện nay. À, mà trữ trứng như thế này nó có giống như là mình trữ thịt đông lạnh không anh? Có nghĩa là mình gả sớm ra mình xài sớm á thì nó ok, còn mình để lâu quá thì nó lại không tốt không? Em có thể tham gia chương trình hỏi xoáy đáp xoay. Hai cái nó khác nhau rồi hoàn toàn. Bởi vì ví dụ như trữ thịt thì cái tủ lạnh đó em mở ra mở vô nó làm thay đổi nhiệt độ, còn trữ trứng thì cái với nhiệt độ thấp hơn, và trứng nó nằm trong cái nitơ lỏng với nhiệt độ âm 196 độ C. Cũng giống như thời điểm này chúng ta nghe là gì, Nam cực Bắc cực á, là có những cái vi sinh vật nó tồn tại cả ngàn năm cả triệu năm, bây giờ người ta rã đông ra nó vẫn sống được, thì cái phôi và cái trứng nó sẽ giống y như vậy. Với một nhiệt độ thấp như vậy thì nó sẽ bảo tồn được cái cấu trúc bên trong của tế bào, nên sẽ đảm bảo cái việc là em trữ trứng một ngày hay em trữ trứng 10 năm cái chất lượng nó như nhau không thay đổi. Do đó là trữ trứng và cái trữ đông lạnh thịt cá rau củ quả nó hoàn toàn khác nhau. Vậy thì càng sớm càng tốt thì phải không? Thì phải. Là tại sao? Nếu cái trứng mà chúng ta trữ lạnh mà chúng ta rã đông sớm, ở đây là gì, cái độ tuổi mang thai của cái người mẹ đó càng trẻ thì sức khỏe của mẹ và bé càng tốt. Nhưng nếu ví dụ như bây giờ 30 tuổi, 10 năm nữa em rã trứng ra thì lúc đó em 40 tuổi để em mang thai, thì đó là cái nguy cơ của một cái thai kỳ. Nên nó càng sớm càng tốt là ở chỗ là cái sức khỏe của người mẹ, chứ không phải là cái chất lượng trứng nó sẽ kém. À, vậy là em hiểu sai rồi. Ừ, ok. Hay quá ta. Anh mà.